nhiều hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, người cao tuổi hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội. Cụ ông 89 tuổi vẫn nhiệt tình nghiên cứu lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Tuổi cao gương sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Đã thành thông lệ, cứ đến ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi xã Quân Hà lại tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thọ tuổi 70, 75, 80, 85, 95. Đợt này có 23 cụ tròn tuổi được chúc thọ mừng thọ một cách trang trọng ý nghĩa. Đây là đợt chúc thọ mừng thọ thứ 2 trong năm. Trước đó vào dịp Tết Nguyên đán, xã Quân Hà đã tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 34 cụ. Hoạt động này thể hiện lòng tôn kính, sự quan tâm chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và truyền thống dân tộc. Công tác chúc thọ mừng thọ người cao tuổi luôn được chính quyền xã Quân Hà quan tâm và chủ động triển khai thực hiện ngay trong dịp Tết Nguyên đán, dịp kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam hàng năm. Cũng nhân kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi mùng 6 tháng 6, Hội người cao tuổi phường Sông Cầu thành phố Bắc Cạn đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa người cao tuổi phường với hội viên người cao tuổi các phường trên địa bàn thành phố. Các cụ đã giao lưu bóng chuyền hơi nam và nữ với tinh thần phấn khởi, vui tươi, nhiều pha bóng đẹp đã thể hiện người cao tuổi nhưng vẫn gương mẫu rèn luyện thể dục thể thao, duy trì nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Được biết, hiện nay người cao tuổi thành phố Bắc Cạn rèn luyện nhiều môn thể thao phù hợp như tập dưỡng sinh, khí công, yoga, khiêu vũ, đi bộ, bóng chuyền hơi. Họ chính là những nhân tố tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao tỷ lệ người dân, gia đình trên địa bàn tỉnh thường xuyên rèn luyện thể thao. Trong khoảng thời gian cách ly xã hội do đại dịch COVID-19, mọi hoạt động đều bị gián đoạn. Trong đó có các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của một bộ phận người cao tuổi. Đến nay đại dịch được kiểm soát ở Việt Nam, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đang dần trở lại, tạo niềm cảm hứng và phấn khởi cho người cao tuổi. Ghi nhận tại câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao xã Như Cố, huyện Chợ Mới. Bà Mạnh là một người yêu văn hóa, văn nghệ, thơ ca nên thường xuyên tham gia các hoạt động sáng tác như bằng tính dân tộc, múa, hát các tiết mục văn nghệ mới. Từ đầu năm 2020 khi Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị về giãn cách xã hội, bà cũng như các thành viên trong câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể thao Như Cố đành tạm hoãn mọi hoạt động. Khi đó bà cảm thấy buồn vì không được gặp mặt mọi người, không được cả hát. Không được họp mặt với các bà để đi tập văn nghệ cho nó giải trí buồn. Sau bệnh Covid rồi giờ tái lại thì lại được triệu tập hành câu lạc bộ, bà cảm thấy rất vui, mê ích cho mình được tư tưởng thoải mái, vừa xong là sức khỏe, không phải là nghĩ ngợi đến cái gì để tập trung về đấy, tập văn nghệ để cho nó thoải mái tư tưởng của các cụ người già. Ngay sau khi hết giãn cách xã hội do dịch COVID-19, các thành viên trong câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi xã Như Cố vui mừng phấn khởi được gặp mặt, giao lưu, sáng tác các tiết mục văn nghệ mới đa màu sắc. Đặc biệt nhiều tiết mục mang nội dung rất thời sự, hướng tới đại hội đảng các cấp, ca ngợi quê hương đất nước tươi đẹp. Này thì coi như là đã được Đảng, Nhà nước lại cho phép là vừa làm kinh tế vừa là hoạt động văn hóa xã hội thì các cụ cũng rất là vui mừng và tiếp tục đi vào hoạt động ca múa hát và tập thể dục dưỡng sinh. Nhằm mục đích là cuối cùng cũng chỉ có là để các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, luôn luôn có một cái sức khỏe và được giao lưu văn hóa văn nghệ để cả người, con người có thể trẻ ra luôn và đồng thời là sẽ có một cái khí thế là tiếng hát át cái tiếng đẩy COVID-19. Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể thao người cao tuổi xã Như Cố, huyện Chợ Mới là một trong những câu lạc bộ nổi bật của huyện Chợ Mới. Các cụ thường xuyên luyện tập để tham gia biểu diễn tại các hoạt động phong trào của địa phương cũng như của huyện. Bây giờ ở xã chúng tôi là cũng có cái kế hoạch là làm sao mà triển khai cho các cái chi hội là trong cái thôn ở cái xã Như Cố chúng tôi là có 9 cái chi hội thì cũng mục đích là làm sao mà trong 9 chi hội là sẽ phấn đấu là tập mấy cái bài dưỡng sinh để mà có cái hội nghị tổng kết của xã hoặc là của huyện có cái nhu cầu thì chúng tôi sẽ tập trung đi biểu diễn để cho nó đẹp mắt cũng như là có cái sức khỏe. Đại dịch COVID-19 đang được kiểm soát chặt chẽ, nhịp sống của người cao tuổi đã trở lại bình thường. Các hoạt động văn hóa văn nghệ sẽ góp phần làm cho đời sống tinh thần của người cao tuổi trở nên sinh động và phong phú hơn sau một thời gian dài tuân thủ cách ly xã hội.
Thưa quý vị khán giả, người cao tuổi sống khỏe và luôn là chỗ dựa tinh thần động viên con cháu xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Nhận thức được điều này, hiện nay người cao tuổi đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe cho chính bản thân. Ông Mạnh bị huyết áp từ 3 năm nay, ban đầu sức khỏe không ổn định, huyết áp luôn ở mức 150-170. Sau khi điều trị theo phác đồ của bác sĩ và có những điều chỉnh trong chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày, đến nay sức khỏe ông đã ổn định. Hàng tháng thì cứ đến kiểm tra định kỳ và lấy thuốc và được bác sĩ là tư vấn cho thì lên là không được rượu bia, ăn những cái đồ kích thích. Mình cũng làm theo những ý kiến của bác sĩ tư vấn cho mình. Để đẩy lùi bệnh tật, người cao tuổi đã tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Phương châm của nhiều người cao tuổi hiện nay chỉ đơn giản là sống vui, sống khỏe, sống có ích để bớt đi gánh nặng cho con cháu, tạo điều kiện cho con cháu hoàn thành công việc. Cái thời gian phải nói là rất là chất chiêu nhé. Ví dụ là buổi sáng các cụ đi sớm từ 5 giờ đến 6 giờ rồi về làm công việc gia đình để cho các con cháu đi làm. Thế đến mới chiều thì lại cũng các giờ nghỉ của các cháu, các con về thì lại đi. Thế rồi tận dụng những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật các cô tham gia để cho nó vui. Riêng ở Bắc Cạn ta cũng như là ở Việt Nam ta là mọi người đã thấy được cái quý trọng sức khỏe và cái tinh thần cái thể dục thể thao ngày càng phát triển hơn. Đặc biệt là cái phong trào đi xe đạp, đi bộ là đối với người già là người ta sẽ quý trọng. Bản thân là người cao tuổi thì tôi cũng cái việc thực nhất là để thương con thương cháu thì mình tự rèn luyện sức khỏe để có là con cháu đỡ phải lo lắng cho mình. Đấy là con đấy là thực tế nhất. Người cao tuổi tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, không chỉ giữ gìn sức khỏe cho bản thân mà họ đã góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập, giữ gìn sức khỏe cho con cháu noi theo. Thưa quý vị khán giả, trong cuộc sống, con người sống để có ý nghĩa cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội là điều không phải ai cũng phấn đấu làm được. Đối với cụ Hà Văn Viễn thì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày có ý nghĩa. Ý lai pi rập xuân tón biốc, bố buồn lăng đét on lồng khâu, tàng mưa khâu cuối nhằng quây quảng, biốc rưỡi mặc biốc, nhọng quây mặc nọng. Ké rầu thêm thấy măn bằng pha, diện lục ngồi lan ăn lấn lọt khen kha ràng. Phép thích cổ pi bấu ké cùng hưng, tập mà cũng đẩy lai tham vạn vần. Chướng rườn liện lục hăn lan lấn, bấu buồn lăng pha vằn chạy bài đâm. Tuổi già chỉ cần có vậy thôi, quây quần bên con cháu trong gia đình, còn sức khỏe giúp được cho con cháu, cống hiến cho xã hội thì cụ Viễn vẫn nhiệt tình làm. Trăm năm trong cõi người ta, sống vui, sống khỏe, ắt là sống lâu. Cái chỗ. Vì thế mà tôi cũng may mắn. Năm nay cũng được 89 tuổi rồi. Hắn vẫn đi làm lao động, làm việc vặt, làm vườn, rồi thì làm những cái việc vặt trong gia đình, rồi cũng thậm chí cũng còn lên đường tu bổ rừng cây, đấy là những cái việc vặt trong nhà cho trông cháu, đấy làm vườn, thế rồi đấy là những cái việc mà làm được. Những công việc phải lao động chân tay, cụ Viễn tranh thủ làm vào sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Lúc trời nắng nóng không ra ngoài được, cụ lại ở trong nhà trông cháu, nghiên cứu sách báo và ghi chú lại những vần thơ, câu chuyện hay ngay tại địa phương cũng như trên toàn thế giới. Thí dụ như là những ông nào trên thế giới là bây giờ sống trên cao nhất. Đấy, những ông nào, bà nào ở sống ở Việt Nam sống nhiều tuổi nhất, hay là Bắc Cạn mình có ai sống cao tuổi nhất. Thì tôi hay ghi vào sách hẳn hoi. Đấy, và những cái người, những cái nét điển hình về làm kinh tế, làm văn hóa của tỉnh. Thí dụ như là làm kinh tế có những người trồng 3.000 cây chuối. Đấy, hoặc là học sinh lớp 12 đỗ cấp quốc gia thì có bao nhiêu em. Ở xã Dương Quang có bao nhiêu em. Tôi hay ghi những cái điển hình như thế. Thậm chí tôi ghi những điển hình là Liên Xô giúp Việt Nam những súng ống gì. Tên lửa gì tôi ghi hết. Đấy. Hoặc là các đại hội của Đảng, các đại hội mặt trận, quốc hội qua các thời kỳ từ khóa 1 cho đến nay. Cụ Viễn có thể coi là một kho tàng kiến thức sống của thành phố Bắc Cạn, là người cao tuổi uy tín.
Cụ được chính quyền địa phương tin tưởng tham gia đóng góp vào lịch sử của xã, phường, thành phố Bắc Cạn và tỉnh Bắc Cạn. Những tư liệu mà cụ sưu tầm nghiên cứu là những bằng chứng góp phần làm phong phú lịch sử tỉnh Bắc Cạn. Thật là một tấm gương đáng quý để thế hệ trẻ noi theo cụ Viễn sống một cuộc sống có ích, không nhàm chán. Chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.